Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ ba 8 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý. Chúng ta làm sạch biển là hành động bảo vệ môi trường sống và bảo vệ nền tảng sinh từ biển. Bà Rịa Vũng Tàu huy động gần 193 tỷ đồng ủng hộ quỹ mua vaccine và phòng chống dịch COVID-19. Đưa vào sử dụng thử nghiệm bốt xét nghiệm COVID-19 có gắn máy lạnh. Công an thành phố Bà Rịa nỗ lực đẩy lùi tội phạm ma túy. Họp báo thông tin về vụ việc nhà máy thép Bomina 3 xả khói thải ra môi trường. Trong phần tin thế giới, WHO cảnh báo về nạn đổi giá và làm giả vaccine ngừa COVID-19. Nhật Bản sắp cấp hộ chiếu vaccine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo 167 về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với các cơ sở nhà đất do Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị trực thuộc hiện đang quản lý sử dụng. Tại cuộc họp, Sở Tài chính trình phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Văn phòng Tỉnh ủy đối với 8 cơ sở nhà đất do Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị trực thuộc hiện đang quản lý sử dụng. Theo đề xuất của Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy nên giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 3 cơ sở nhà đất gồm nhà khách Tỉnh ủy, nhà đất tại bãi đậu xe của nhà khách Tỉnh ủy và nhà đất tại số 53 đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và thu hồi 3 cơ sở nhà đất gồm cơ sở cũ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trụ sở cũ báo Bà Rịa Vũng Tàu, nhà khách Hương Phong tại thành phố Vũng Tàu. Riêng 2 cơ sở nhà đất gồm khu đất trụ sở cũ Văn phòng Tỉnh ủy, nhà công vụ Tỉnh ủy tại đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu và cơ sở nhà đất tại số 24 đường Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý lại do Văn phòng Tỉnh ủy chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý liên quan. Sau khi tham khảo ý kiến các thành viên dự họp, ông Lê Ngọc Khánh yêu cầu Sở Tài chính ra soát lại các phương án sắp xếp, xử lý đất đối với các cơ sở nêu trên, trình lại Ban chỉ đạo 167 ở cuộc họp sau. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cần ra soát hiện trạng đất rừng để chuyển đổi theo quy định pháp luật. Đây là chỉ đạo của ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại cuộc họp cùng với các sở ngành liên quan để nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo tiến độ triển khai thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của các dự án trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay đã có 6 dự án hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi đất rừng, gồm hồ chứa nước Suối Ớt, cụm công nghiệp Bến Đầm, xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3, nâng cấp hệ thống cấp nước cỏ ống Bến Đầm, hồ chứa nước Lò Vôi, hồ chứa nước Đất Dốc tại huyện Côn Đảo. Đối với 42 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được hồ sơ bản đồ của 30 trên 42 dự án. Sau khi tiến hành các thủ tục, đã chuyển đổi và cập nhật 27 trên 30 dự án. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan và huyện Côn Đảo, ra soát lại hiện trạng đất rừng chuyển đổi theo quy định của pháp luật để tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, hôm nay 8 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới. Ngày Đại dương Thế giới do Liên Hợp Quốc thông qua kêu gọi mọi người trên toàn thế giới gắn kết chung tay bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 đó là Đại dương, sự sống và sinh kế, lan tỏa sâu rộng hơn nữa vai trò của đại dương đối với hoạt động sinh kế, với nguồn sống của các loài sinh vật, nhất là con người. Là một tỉnh giáp biển, lấy biển làm nền tảng và vị thế cho tiến trình xây dựng phát triển, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tự hào là trung tâm công nghiệp dầu khí quốc gia, một trong 5 trung tâm nghề cá quốc gia và đặc biệt đã định danh sớm nhất trong biên niên sử du lịch Việt Nam. Biển rõ ràng là không gian sinh tồn, Bà Rịa Vũng Tàu cũng giàu mạnh từ biển. Du lịch là một trong tứ trụ kinh tế của Bà Rịa Vũng Tàu, lấy biển làm nền tảng và vị thế. Du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu tạo sinh kế cho hàng chục ngàn lao động, mang lại doanh thu tính từ năm 2015 đến năm 2020 hơn 67.000 tỷ đồng,
Riêng 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu từ hoạt động du lịch hơn 4.500 tỷ đồng. Dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Lấy biển làm nền tảng cho sinh kế, những người trực tiếp làm du lịch nói riêng và cả những người dân miền biển Bà Rịa Vũng Tàu coi biển là không gian sinh tồn, rất quan tâm đến môi trường biển. Những chương trình làm sạch biển thường xuyên được chính quyền địa phương, các sở ngành tổ chức, nhiều tổ chức cá nhân cũng tự nguyện tổ chức, luôn có sự hưởng ứng chung tay của nhiều người. Những người ở dưới biển người ta thải rác, người ta đi biển, người ta làm dưới biển. Nhưng cái những người vô ý thức người ta đổ rác xuống biển, làm sạch môi trường này để làm cho những người khác thấy được, để người ta có ý thức hơn, không có xả rác bừa bãi, đặc biệt là ở trên biển, gây ô nhiễm môi trường biển thì cũng nguy hiểm cho là sức khỏe mọi người. Theo cái dòng chảy thì cũng như ở đây mình có cái eo á, rác đó thường thường là nó ở ngoài biển, nó trôi vào nhiều. Mà theo mùa thì nó sẽ tấp vào biển và nếu mà mình không dọn dẹp thường xuyên thì một thời gian này cái rác đó nó sẽ là ứ động, nó tồn lại đó. Hoạt động làm sạch biển thường xuyên diễn ra, thế nhưng mỗi năm vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là Côn Đảo, lại bị làm bẩn từ bên ngoài, từ ngoài khơi đại dương. Rác đại dương được thu gom ở Bà Rịa Vũng Tàu lên đến cả 100 tấn mỗi năm. Nhưng dù là rác đại dương thì cũng không tự nhiên mà có, vẫn là do con người thải ra. Vì vậy, làm sạch biển không chỉ dựa vào nhận thức của cư dân một địa phương, một khu vực, không chỉ từ hoạt động trên bờ mà cả trên biển, là sự liên kết sâu rộng như chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới, kêu gọi mọi người trên toàn thế giới chung tay bảo vệ đại dương, sự sống và sinh kế. Chúng ta đang làm công việc làm sạch biển, nhưng quan trọng hơn là chúng ta đừng làm bẩn biển. Cho nên điều đó quan trọng, quyết định là ý thức con người. Nếu chúng ta luôn thường trực trong lòng mình một ý thức như vậy và trao truyền cho các thế hệ, thì chúng ta không phải làm nhiều, nhưng chúng ta mới được hưởng nhiều hơn. Và cái điều đó tôi cho mới là quan trọng. Biển bị bẩn không chỉ tác động đến môi trường sống, mà tác động nặng nề nhất, dai dẳng nhất chính là đến môi trường sinh kế của rất nhiều ngành kinh tế biển, trong đó có những ngành kinh tế chủ lực tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và chung tay làm sạch biển không chỉ là hành động bảo vệ môi trường sống, mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ sinh kế của con người một cách bền vững nhất. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Sáng nay 8 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tiếp nhận ủng hộ quỹ mua vaccine và phòng chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và một số vật dụng khác. Các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng cho quỹ mua vaccine và phòng chống dịch COVID-19 theo phát động cuộc vận động toàn dân đoàn kết, chung sức ủng hộ mua vaccine và phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng ủng hộ 100.000 khẩu trang y tế. Sau hơn 10 ngày phát động cuộc vận động, toàn dân đoàn kết chung sức ủng hộ mua vaccine và phòng chống dịch COVID-19, đến nay đã có hơn 450 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký ủng hộ tiền và hàng hóa trị giá gần 193 tỷ đồng. Trong đó, các tập thể cá nhân đã chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh số tiền và hàng hóa trị giá hơn 55 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Sở Y tế, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng hỗ trợ cán bộ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, vất vả và cảm ơn những đóng góp, hy sinh thầm lặng mà các lực lượng chức năng, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho 5 chốt kiểm soát dịch bệnh tại tuyến quốc lộ 51, quốc lộ 55, quốc lộ 56 với tổng số tiền 100 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao 240 triệu hỗ trợ 6 đơn vị đang là nơi cách ly tập trung như Ban Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ, Trường Trung cấp Y tế tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Trung đoàn Minh Đạm, Trường Cao đẳng Quốc tế VABIS và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Kinh phí trích từ nguồn hoạt động của công đoàn.
Thưa quý vị, chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những y bác sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong bộ bảo hộ trùm kính từ đầu đến chân, vô cùng áp lực, nhất là với thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay. Một giải pháp giúp các y bác sĩ đỡ vất vả hơn do nhóm tác giả Nam Việt Design, Palm Air và Sinify Hà Nội vừa cho ra mắt, đó là bốt xét nghiệm COVID-19 lưu động có gắn máy lạnh chống nóng. Sau 4 ngày làm việc liên tục, bốt xét nghiệm đã hoàn thành và được lắp đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Bốt xét nghiệm lưu động có kích thước dài 2,4m, rộng 1,2m, cao 2,65m, đủ cho 4 nhân viên y tế cùng làm việc. Bốt có không gian làm việc mát mẻ bởi hệ thống điều hòa làm mát và hệ thống lọc không khí khử khuẩn. Không giống với thường ngày, phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong bộ bảo hộ trùm kín ở ngoài trời giữa nắng nóng. Hôm nay, điều dưỡng Chu Thị Thanh cùng các đồng nghiệp ở khoa xét nghiệm đã làm việc ngay trong bốt xét nghiệm COVID-19 có gắn máy lạnh. Ở đây thì chúng tôi được cảm thấy ở trong này rất là chi có điều hòa lên là rất là mát, cảm thấy yên tâm vì không trực tiếp tiếp xúc với mọi người. Điểm đặc biệt của bốt lấy mẫu xét nghiệm chống nóng này là tính linh hoạt của thiết kế cùng công nghệ làm mát, điều khiển thông minh và giải pháp khử trùng. Tổng khối lượng của bốt khoảng 270 kg, phía dưới được lắp bằng 6 bánh xe để thuận tiện việc di chuyển. Ưu điểm của cái bốt này là thứ nhất là nó có cái điều hòa rất mát, hai là có tia UV khử khuẩn, tức là khi nhân viên y tế vào trong đấy tuyệt đối an toàn cho vấn đề khử khuẩn. Hai là có ánh sáng rất sáng để rõ để làm việc tốt và tránh sự lây lan giữa người bệnh và cho nhân viên y tế. Để đảm bảo an toàn, toàn bộ việc giao tiếp sẽ thực hiện bằng bộ đàm và hệ thống điều khiển bằng điện thoại thông minh. Hiện tại, nhóm tác giả đang chờ phản hồi của đội ngũ nhân viên y tế sau khi sử dụng. Thưa quý vị, thành phố Vũng Tàu hiện có 40 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố với hơn 10.000 công đoàn viên. Tháng công nhân, tháng 5 vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nên nhiều hoạt động bị giới hạn về quy mô, hình thức tổ chức. Tuy nhiên, với nỗ lực của các tổ chức công đoàn, nhiều nội dung, chương trình trọng tâm vẫn hoàn thành, trong đó thể hiện rõ nét là sự quan tâm, chăm lo chu đáo của các cấp công đoàn đối với quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Để phòng dịch COVID-19, nhiều hoạt động trong tháng công nhân, tháng 5 năm 2021 được Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu điều chỉnh một cách phù hợp. Những hoạt động tập trung đông người đều dừng lại và thay vào đó là các chương trình chăm lo cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 700 người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được các cấp công đoàn đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà. Gia cảnh cũng khó khăn, mà mùa Covid bây giờ thì cũng càng thêm khó khăn hơn cho tôi nữa. Thì vừa rồi là công đoàn của thành phố với lại công ty là có sự quan tâm đến công nhân, cho nên là tôi được một phần quà, tôi rất là vui khi nhận được phần quà đó. Công đoàn thành phố cũng đã có cái văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp thực hiện là chia sẻ với những khó khăn của người lao động trong vấn đề từ bệnh dịch COVID-19. Thì công đoàn thành phố đã trực tiếp mà thăm và tặng quà cho các doanh nghiệp cũng như người lao động. Song song với chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong tháng công nhân, các cấp công đoàn thành phố Vũng Tàu còn phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, tuyên truyền vận động, đồng thời kiểm tra giám sát người lao động tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 theo khuyến cáo 5K. Toàn bộ 100% người lao động phải được đo thân nhiệt trước khi vào công ty, sát khuẩn trước khi vào xưởng và trước khi ăn cũng phải rửa tay sát khuẩn. 100% mà người lao động của công ty là phải đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Không rầm rộ nhưng những hoạt động trong tháng công nhân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vẫn tạo được dấu ấn. Tháng chăm lo cho người lao động, tháng khẳng định hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn. Và chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn phát động vẫn được tiếp tục các cấp công đoàn thúc đẩy cho đến cuối năm 2021. Thưa quý vị, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chủ trì cuộc họp cùng với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xem xét thống nhất chủ trương và bố trí vốn xây dựng trụ sở công an
quân sự, các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 3839 ban hành tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí vốn hai danh mục dự án đầu tư công, trụ sở công an các xã, phường, thị trấn và giao cho công an tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay, hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển lấy ý kiến đến Bộ Công an, các sở ngành địa phương trong tỉnh. Đối với 20 dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự, xã, phường, thị trấn, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm chủ đầu tư. Dựa trên nhu cầu xây dựng trụ sở, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát, tổng hợp các ý kiến để lập phương án thiết kế, đồng thời ra soát lại các tiêu chí, định mức về đầu tư trụ sở quân sự các xã phường thị trấn phù hợp với quy định của pháp luật. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở ngành địa phương, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố ra soát lại vị trí, diện tích đất xây dựng trụ sở công an, quân sự các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch chung để đề xuất báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 121 doanh nghiệp và 268 cơ sở sản xuất sơ chế biến thủy sản nhỏ lẻ với tổng công suất trung bình là 250.000 tấn thành phẩm một năm. Kim ngạch xuất khẩu ngành chế biến hải sản đạt 250 triệu đô la Mỹ một năm, đứng thứ 3 trên tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của tỉnh. Riêng xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ có 21 cơ sở chế biến hải sản được hình thành từ năm 1998. Hiện nay có 8 cơ sở được hoạt động theo công suất của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép và 1 cơ sở sản xuất bột cá được phép hoạt động thử nghiệm. 9 cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm về xây dựng trái phép, 3 cơ sở ngưng hoạt động. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo đánh giá hiện trạng ngành chế biến hải sản và đề xuất giải pháp đối với các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 118 công ty doanh nghiệp và 305 hộ kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong diện di dời, với nhu cầu sử dụng quỹ đất là hơn 126 hectare. Tuy nhiên, việc di dời vào các cụm công nghiệp chế biến thủy sản tập trung hiện còn gặp nhiều vướng mắc như không đủ quỹ đất. Một số hộ sản xuất nhỏ lẻ gặp khó khăn về tài chính, nhân lực, vốn đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị phục vụ sản xuất khi di dời. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng các địa phương tính toán lại sản lượng đánh bắt khai thác thủy hải sản của tỉnh để xác định việc tiêu thụ của các cơ sở sản xuất. Từ đó, đánh giá xem doanh nghiệp nào có tiềm năng phát triển, doanh nghiệp nào phải chuyển đổi và doanh nghiệp nào cần giải thể, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 6 để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ cho các đơn vị thuộc diện di dời, giải thể để có hướng thực hiện. Thưa quý vị, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm liên quan đến ma túy. Hơn 200 vụ tàng trữ mua bán trái phép ma túy đã bị phát hiện, nhiều đường dây mua bán ma túy bị triệt xóa. Góp phần vào thành quả này có sự nỗ lực rất lớn của Công an thành phố Bà Rịa. Đối tượng này bị Công an huyện Châu Đức khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đang được cho tại ngoại. Nhưng ngựa quen đường cũ, y lại xa lưới khi đang tàng trữ 5 gói ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Từ Nghệ chạy xuống phòng trọ Hòa Long chơi, xong rồi bên kia đưa cho 1 triệu là hai người hùng lại là 2 triệu rưỡi chạy xuống Hòa Long gặp Tý, gặp Bình, lấy số đồ đó rồi về phòng trọ chơi. Chơi xong rồi Cường đi rồi tôi lại phòng trọ, bị công an lực lượng được tra kiểm tra của bên xã Hòa Long đó. Thấy bắt giữ là 5 gói ma túy. Đấu tranh với tội phạm ma túy, không chỉ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy vào cuộc, mà các lực lượng công an xã phường trên địa bàn thành phố Bà Rịa cũng có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bà Rịa đã phát hiện 13 vụ, 20 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội và ma túy. Sau khi phát hiện được các đối tượng nghi vấn thì sẽ phối hợp với lực lượng chuyên ngành ma túy của cơ quan điều tra sẽ đấu tranh làm rõ thêm. Đặc biệt là cái tổ công tác 65 thì đây là cái tổ có cái lực lượng chủ công là cảnh sát giao thông trật tự và cảnh sát phòng chống ma túy tuần tra vũ trang sẽ phát hiện và xử lý
với các tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến. Xác định muốn đẩy lùi tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cần có tai mắt từ nhân dân. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thành phố Bà Rịa rất chú trọng tuyên truyền đến cơ sở kinh doanh, người dân để không ngừng nâng cao ý thức của cả cộng đồng cùng chung tay đấu tranh phòng chống tội phạm. Tôi là cơ sở kinh doanh thì nói chung là phải chấp hành theo cái nghiêm chỉnh của quy định. Nếu mà gặp những trường hợp như vậy tôi sẽ không nhận, còn không nếu mà phát hiện được thì sẽ báo cơ quan công an. Có sự chung tay của cộng đồng dân cư, sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ của các lực lượng công an từ thành phố đến các phường xã. Đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố Bà Rịa có 33 vụ, 52 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ. Tang vật thu giữ trên 18 gram ma túy đá, gần 20,5 gram thuốc lắc, 4,2 gram kentamin và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Cái để đảm bảo cái việc mà phòng chống ma túy trong thời gian tới thì đơn vị chúng tôi cũng tăng cường cái công tác như quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình. Thì thời gian qua thì cũng làm tốt công tác dự báo, cũng tham mưu cho ban chỉ huy công an thành phố để tăng cường công tác tuyên truyền. Mặc dù các lực lượng chức năng luôn quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, nhưng tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh hơn. Cuộc chiến với tội phạm, đặc biệt là ma túy, vì vậy vẫn là cuộc chiến bền bỉ, cần sự chung sức của toàn xã hội. Thưa quý vị, sau 2 ngày xảy ra sự việc nhà xưởng luyện phôi thép của chi nhánh công ty cổ phần thép Bomina tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, xả khí thải ra môi trường. Chiều nay 8 tháng 6, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ trì buổi họp báo để cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc. Tại buổi họp báo về vụ việc, nhà máy thép Bomina 3 xả khói thải ra môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp cùng các đơn vị liên quan đều nhận định đây không phải lần đầu tiên công ty cổ phần thép Bomina xả khí thải ra môi trường. Trước đó vào các ngày 8 tháng 3 năm 2021 và 15 tháng 4 năm 2021, hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra. Dù công ty cũng đã có cam kết khắc phục, thế nhưng vẫn để tái diễn sự việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thế là cái qua đánh giá thì thấy rằng là đây là cái hoạt động này là do cái dây chuyền công nghệ, thiết bị công nghệ của nó không bảo đảm. Nhà xưởng có thể là không được bảo đảm được đủ độ kín che chắn. Cho nên là khi mỗi xảy ra cái sự cố gì là nó bùng phát lên, chưa tính là cái dây chuyền công nghệ này có bảo đảm được hay không nữa. Đấy thì làm cho nên là thường xuyên xảy ra. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải nhanh chóng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá lại toàn bộ công nghệ của các nhà máy thép. Trước tiên là nhà máy thép Bomina, sau đó nhanh chóng báo cáo lại Ủy ban Nhân dân tỉnh để có hướng xử lý. Không phải khi ra sự cố này mà tỉnh mới chỉ đạo. Thì ủy ban tỉnh cũng đã mới chỉ đạo cho Sở Khoa học Công nghệ tiến hành đánh giá toàn bộ cái công nghệ sản xuất tại các nhà máy thép. Trước mắt thì tập trung ưu tiên cho đánh giá lại cái nhà máy thép này. Và cái quan điểm của tỉnh là vẫn hỗ trợ cho các cái cơ sở công ty doanh nghiệp đến hoạt động ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên là phải tuân thủ bảo vệ nghiêm ngặt môi trường. Nghĩ là công ty không riêng gì thép Bomina và các đơn vị khác phải chấp hành nghiêm cái quy luật bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thông tin thêm, dù sự việc đã được khắc phục, các đơn vị chức năng, trong đó có cảnh sát môi trường, vẫn phải giám sát, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của nhà máy để không lặp lại sự cố môi trường trong thời gian tới. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 8 tháng 6. Đêm nay và trưa chiều mai, khu vực tỉnh vẫn tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nguyên nhân là do khu vực tỉnh đang bị ảnh hưởng của trường gió Tây Nam hoạt động khá mạnh ở tầng thấp. Mưa sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Ngày mai, nền nhiệt giảm nhẹ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Riêng khu vực huyện Côn Đảo của tỉnh từ 29 đến 31 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Ngày trời nắng gián đoạn, nhưng nắng nóng cũng giảm bớt vào thời điểm trưa và chiều.
Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa, trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7. Biển động trong cơn dông. Tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 6, mực nước cao nhất 336 cm xuất hiện lúc 12 giờ 10 phút, thấp nhất 54 cm xuất hiện lúc 19 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.